những diễn biến đang diễn ra cho thấy Iraq có thể là quốc gia láng giềng thứ hai sau Azerbaijan nhận được máy bay chiến đấu không người lái UCAV từ Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã thu hút được nhu cầu cao. Những chiếc máy bay không người lái sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã được bán cho một số quốc gia, với hết hợp đồng xuất khẩu này đến hợp đồng xuất khẩu khác. Đặc biệt là đối với các máy bay UCAV Bayraktar TB2 do Baykar sản xuất. Tuy nhiên, một thỏa thuận như vậy với Iraq sẽ có những kết quả khác nhau và có thể có ý nghĩa quân sự và chính trị khác. Theo một báo cáo của TAT Haber hôm thứ Năm, báo cáo trích dẫn tuyên bố của các hãng truyền thông quốc tế về vụ mua bán có thể xảy ra cho biết nội các Iraq đã phân bổ 100 triệu đô la Mỹ cho việc mua sắm. Nói với TAT Haber về vấn đề này, nhà phân tích chính trị quốc phòng Hakan Kilis cho biết nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một động thái rất khác so với việc bán UCAV cho châu Phi hoặc các nước châu Âu, vì đây sẽ không phải là một thỏa thuận quốc phòng thông thường. Kilis cho biết các máy bay không người lái đã được bán cho Azerbaijan, một nước láng giềng khác trước đây, tuy nhiên, mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với quốc gia đó không chỉ là láng giềng, vì vậy nó có thể được coi là một thỏa thuận được mong đợi. Tuy nhiên, việc bán cho một nước láng giềng trong trường hợp này là Iraq đòi hỏi nước này phải tin tưởng ở mức độ nhất định rằng nước này sẽ không sử dụng các UCAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để chống lại chính Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ là một phương tiện tin cậy của chúng tôi và sẽ cho thấy rằng quan hệ song phương đã đạt đến một điểm nhất định mà chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ không sử dụng các sản phẩm của chúng tôi để chống lại chúng tôi, ông nói. Kilis giải thích rằng Iraq có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, nhưng nếu Baghdad chọn Thổ Nhĩ Kỳ để mua sắm UCAV, điều đó sẽ cho thấy sự gần gũi về chính trị ngoài việc các nền tảng của Thổ Nhĩ Kỳ vượt trội và hiệu quả về chi phí. Ông nói còn có khía cạnh quân sự của việc mua bán như vậy, vì Iraq sẽ tiến hành các hoạt động hiệu quả hơn chống lại những kẻ khủng bố trong biên giới của mình nhờ các thiết bị hiện đại. UCAV đặc biệt này đã được đưa vào kho vũ khí của Azerbaijan, Ukraine và Qatar. Nó đã được sử dụng tích cực bởi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Libya, và nó đã chứng kiến hành động trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh gần đây của Azerbaijan, mở đường cho sự công nhận của quốc tế với khả năng hoạt động đã được chứng minh. Ba Lan cũng đã ký hợp đồng mua máy bay Bayraktar TB2, trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ. Các máy bay không người lái chiến đấu sẽ được trang bị đạn chống tăng. Ba Lan cũng sẽ mua một gói dịch vụ hậu cần và huấn luyện cùng với máy bay. Những chuyến hàng đầu tiên sẽ đến vào năm 2022. Latvia sau đó ám chỉ rằng họ có thể là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và NATO thứ hai có được các UCAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thành công cao trong lĩnh vực này. Albania cũng quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận mua sắm máy bay không người lái chiến đấu đặc biệt này. Sự quan tâm của nước này trong việc mua lại Bayraktar TB2 đã chính thức trở thành hiện thực sau khi quốc hội nước này phân bổ thêm ngân sách hơn 8 triệu euro, 9,5 triệu đô la Mỹ vào tháng 6 cho việc mua sắm. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã trở thành nhà sản xuất máy bay không người lái lớn thứ tư thế giới kể từ khi Ankara nắm quyền điều hành sản xuất trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của phương Tây. Vào tháng 8, Giám đốc Công nghệ CTO của Baykar Selçuk Bayraktar cho biết công ty của ông đang trong giai đoạn ký hợp đồng với khoảng 10 quốc gia. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.